Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán trong công ty dịch vụ giáo dục của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây không phải là loại hình mới mẻ, mang tính đặc thù. Đặc điểm của hình thức kinh doanh, dịch vụ, lĩnh vực đào tạo như trường mầm non, tiểu học, trung học, trường đại học và trường dạy nghề. Hiện nay có rất nhiều công ty kinh doanh về mảng dịch vụ đào tạo là người lưu lại các giấy tờ sổ sách, chịu trách nhiệm việc ghi chép, lưu giữ hóa đơn chứng từ, áp dụng các chế độ kế toán vào việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu chi ngân sách, nhận rút dự toán. Khóa học này sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ, giải quyết được những khó khăn thường gặp phải đối với mảng dịch vụ đào tạo và cách xử lý các tình huống thực tế. Các nội dung chính trong khóa học của trung tâm sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Các nội dung liên quan đến khai báo dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai, các chứng từ hóa đơn phát sinh trong năm tài chính. Và thứ ba là lên báo cáo hoàn thiện sổ sách của công ty dịch vụ đào tạo. Ở nội dung đầu liên quan đến nhập số dư, khai báo dữ liệu đầu kỳ, các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ, nắm được các số liệu cũng như quy trình làm việc của công ty, thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm, so sánh kiểm tra và đối chiếu những sai sót giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Nội dung thứ hai, các bạn sẽ được đi vào làm trên chứng từ thực tế của công ty, mảng dịch vụ, giáo dục và đào tạo. Hạch toán các nội dung liên quan đến tổng chi phí mua vào, hạch toán các nội dung liên quan đến doanh thu của mảng dịch vụ đào tạo, phân bổ các chi phí làm sao cho phù hợp và các chi phí mua ngoài sử dụng cho các bộ phận, hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương, tiền bảo hiểm, các phân hệ liên quan đến ngân hàng và phân hệ quỹ, tập hợp các chi phí tính giá thành của mảng dịch vụ, hướng dẫn thực hiện việc nộp tờ khai, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Nội dung thứ ba, chúng ta sẽ đi vào kiểm tra lại toàn bộ các chứng từ, thực hiện việc lên báo cáo tài chính, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo và cân đối các số liệu trước khi nộp và hướng dẫn thực hiện nộp trên trang thuế điện tử, thực hiện việc in sổ sách kết xuất lưu nội bộ, kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế đối với mảng dịch vụ giáo dục và đào tạo. Đó là các nội dung chính trong khóa học thực hành kế toán trong công ty dịch vụ đào tạo. Khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Điểm đặc biệt là toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên trang web online của kế toán Việt Hưng.com. Các bạn nhấn vào xem giáo trình online. Giáo trình kế toán tổng hợp trong công ty đào tạo sẽ được hướng dẫn theo từng phần. Phần 1, phần 2, phần 3 là các nội dung để cho các bạn tham khảo theo từng phần và mỗi một phần sẽ có các chứng từ và video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách hạch toán trên phần mềm. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn của giáo trình thì sẽ có các video hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán bằng cách liên hệ đến hotline số 0988680223.